Thầy làm này là có ý nghĩa gì đấy, để làm gì? Cắt cầu. Cắt cầu. Cắt cầu á? Trung cầu. Trung cầu, hai con gái trung cầu, cắt cầu. Cái đứa này là cắt cầu đau bí, sau bàn này. Đứa thứ nhất này. Cắt cầu để làm gì thầy? Cắt cầu để cho này là lấy chồng ấy, cầu để cho là cổ đào hoa, số cư lạng ấy. Để lấy chồng nó dễ gì? Ờ, để lấy chồng thì dễ, cắt cầu dễ lắm. À, bắt cầu duyên âm à?
Để con vào không? Đi đâu? Đi rửa tay rồi. Chịu 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 rồi. Mãi phục con. Chả mãi. Mãi phục quá phục. Cầm cái chân ôm mày làm như thế là làm được. Di chuyển vào đây. Cầm cái chân này nó khó đầu ra. Coi nó.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.